Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về hương thơm, những phương thuốc hiệu nghiệm. Như để đánh động dư luận về những tính năng của khứu giác, bảo tàng dành một không gian cho ngành hóa học hương thơm, một vườn hoa thơm nhân tạo, được thiết kế tại bảo tàng, giúp người xem trải nghiệm khả năng cảm nhận và nhận dạng hương thơm. Đặc biệt, với cách bố trí độc đáo và tiên tiến, người xem sẽ có dịp khám phá nhiều loại nguyên liệu chính, sử dụng trong chế biến dầu thơm, giám đốc bảo tàng cho biết. Mỗi một quả cầu tròn là một trong số 25 mùi hương được các nhà pha chế dầu thơm sử dụng. Đây là lần đầu tiên người tham quan tự cảm nhận từng hương liệu riêng rẽ trong ngành pha chế. Ví dụ như mùi cỏ hương bài, hiếm khi nào được cảm nhận tự nhiên như thế, vì chúng thường pha chế trong các dầu thơm. Xin gửi đến quý thính giả một câu chuyện nhỏ. Chuyện kể rằng, vào những năm 1628 đến 1631, tại Toulouse miền nam nước Pháp, xảy ra một trận đại dịch hạch, giết chết hơn 50.000 người. Trong khi xảy ra đại dịch, bốn tên trộm đã lợi dụng thời cơ để giết chết những người đang hấp hối và tước đoạt tài sản của họ. Cả bốn tên trộm sau đó đều bị bắt. Một vị quan tòa lấy làm ngạc nhiên, vì sao chúng không bị nhiễm bệnh? Vị quan tòa đó mới dụ dỗ chúng rằng, bọn ngươi sẽ bị kết án thiêu sống, trừ phi bọn ngươi chịu tiết lộ bí mật, thì sẽ được giảm án. Những tên trộm này cho biết, đã khám phá ra một phương thuốc, trong đó, các loại cỏ thơm và cây thuốc có tính chất sát trùng, được ngâm trong nước giấm, dù đã cứu sống được nhiều người, nhờ vào phương thuốc này, nhưng cả bốn tên trộm đều bị xử treo cổ. Liều thuốc đó giờ đã trở nên phổ biến, và Vinaigre de Bon Voleur giờ trở thành một thương hiệu nổi tiếng. Phương thuốc này hiện vẫn được bày bán tại Pháp, chống lại các chứng bệnh lây nhiễm, chăm sóc da, mệt mỏi, đau đầu, diệt cháy, vân vân. Ai bảo rằng hương thơm chỉ để dùng quyến rũ, đâu biết rằng đó có thể còn là những thần dược cho nhân loại. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Nếu video hữu ích, mong bạn hãy bấm vào biểu tượng like hay thích bên dưới video và bình luận ngay phía dưới video để chúng tôi có động lực làm những video tiếp theo. Hoặc các bạn muốn chúng tôi làm video về chủ đề nào, các bạn vui lòng bình luận ngay phía dưới video này. Xin cảm ơn các bạn.